Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì Mạnh Phát đang mang ra các bạn một mẫu xe điện ba bánh Goza, đúng không? Một trong những dòng xe ba bánh nổi tiếng nhất trên thị trường hiện nay và cũng là một trong những mẫu đầu bảng của Mạnh Phát, đúng không? Trước khi chúng ta đi vào mẫu Goza này thì Mạnh Phát thông báo các bạn một tin khá là buồn, đó là gì ạ? Hiện tại thì tình hình dịch bệnh ở Việt Nam mình nó khá là căng thẳng, đúng không? Đặc biệt là Hà Nội bây giờ cũng bắt đóng cửa, và hiện tại Mạnh Phát đang mang ra trước mặt cửa hàng của chúng ta để quay video. Thì Mạnh Phát xin vui lòng xin lỗi mọi người là phải kéo cửa xuống để tránh các anh công an qua thì người ta sẽ lập biên bản, nên Mạnh Phát sẽ quay trước cửa hàng nhé, mọi người thông cảm. Quan trọng là cái xe, đúng không? Đây là một phiên bản màu xanh cửu long nhá, là dòng cao cấp của Goza, được trang bị 5 bình ắc quy mọi người nhá. 5 bình ắc quy và có thêm phanh chân nha mọi người này. Đây Mạnh Phát sẽ dùng khóa từ. Và đối với phiên bản cao cấp của Mạnh Phát thì sẽ được trang bị cả khóa từ nha mọi người nhá. Remote điều khiển từ xa. Đấy. Hiện nay thì mẫu Goza thì ngoài độ hot của Mạnh Phát mang cho các bạn, ngoài chất lượng của nó ra thì được một số đơn vị đang nỗ lực PR và quảng cáo cho mẫu Goza này. Chính vì vậy thì thời gian vừa rồi quá nhiều người hỏi Mạnh Phát Goza luôn. Cũng chân thành cảm ơn mọi người đã cùng nhau PR cho Mạnh Phát về cái mẫu Goza này nha. Ok. Mẫu Goza này tại vì sao nó lại được trang bị và tại sao nó được nhiều ưu điểm như vậy thì chúng ta sẽ quan sát thứ nhất về kiểu dáng của chiếc xe. Xin mời anh ta sẽ quay ra đằng trước này để chúng ta sẽ nhìn về phía trước của chiếc xe. Các bạn sẽ nhìn thấy ngay kiểu dáng của nó rất giống một chiếc xe máy dạng như kiểu là Lead này, Vision này. Khi chúng ta ngồi lên này, cảm giác rất là thời thượng, nó không mang lại cảm giác là thô như mẫu ba bánh đa năng ba chỗ ngồi, mà nó mang lại cảm giác là đẹp và hài hòa. Và đặc biệt là gì ạ? Cái dòng Goza này á, nó có một cái ưu điểm mà xe ba chỗ ngồi nó không có được, đó là gì ạ? Nó trang bị ba lốp, ba bánh của nó là vành 300-10 nha mọi người nhá. 300-10, lốp này là dòng một trong những dòng lốp phổ thông nhất hiện nay và chúng ta sẽ dễ dàng thay thế ở bất kỳ một cửa hàng xe điện nào mà chúng ta có thể sử dụng được. Và lốp không xăm nhá. Mạnh Phát giải thích luôn, lốp không xăm tức là lốp giống như lốp ô tô này, giống như lốp xe máy, xe ga này. Nó không có xăm nhưng nó vẫn có hơi nha mọi người nhá. Ưu điểm của nó không xăm tức là gì? Tức là khi chúng ta bị gặp đinh ở trên đường, chúng ta vẫn di chuyển được. Nó thời gian và khả năng nó xuống hơi rất là thấp. Nhưng mà lốp có xăm thì dính đinh cái là nó sẽ hết hơi ngay và chúng ta sẽ không di chuyển được. Đấy là ưu điểm nhá. Nhiều bác, các bác hỏi cháu là lốp đặc à, cháu bảo không phải. Thế lốp không xăm nó như nào thì nhân tiện video này cháu sẽ giải thích cho mọi người để mọi người hiểu luôn. Ok chưa? Đấy. Và cái mẫu xe Goza này được thiết kế rất là hài hòa, và cái màu sơn của Goza này nữa cũng là một trong những cái mà Mạnh Phát rất là ưng ý đó. Cái công nghệ sơn trên chiếc Goza này nó thực sự nó mang lại một trong những trải nghiệm mà Mạnh Phát hiếm có ở trên dòng xe điện. Bởi vì cái công nghệ sơn của nó là công nghệ sơn ô tô. Nó sơn rất là bóng nhé. Đây anh sẽ quay gần để mọi người sẽ nhìn này. Đấy, sơn rất là bóng. Đây. Chúng ta soi gương được ngay nhé. Mọi người sẽ nhìn rõ là có một anh kỹ thuật anh đang quay luôn ở trong nền này. Tức là sao? Mặc dù nó là nền xanh kiểu long nhưng cái độ bóng của nó tráng gương nên là chúng ta sẽ nhìn rõ một luôn. Đấy, được chưa? Tem này của nó toàn bộ là tem nước nha mọi người nhé. Tem này đấy, phủ bóng không mà bóc ra được, rất là bền màu. Goza 07 đấy. Hai bên này thì sang bị hai nhà xi nhan, và mẫu của Mạnh Phát thì xi nhan của nó thì sẽ không có tiếng mà có đèn, bởi vì là tất cả những nơi thành thị hiện nay và tất cả những mẫu xe máy hiện nay thì đa phần đều trang bị xi nhan là không có tiếng kêu đấy, đúng không? Nếu mà mọi người muốn xi nhan có tiếng kêu thì mọi người yêu cầu Mạnh Phát nhé. Cái này chỉ thay trong vòng 2 phút thôi đấy, một cái chiếc xi nhan rất là đơn giản đấy, Mạnh Phát sẽ xử lý cho các bạn được đấy. Và cái mẫu Goza thế hệ mới của năm 2022 sắp tới thì nay Mạnh Phát đã có, đúng, sẽ được trang bị là đèn LED cho mọi người nhé. Đèn LED rất là sáng, đúng. Tất đèn LED này là đèn LED siêu sáng, không giống như đèn bi cầu ở trên các dòng xe ba chỗ ngồi nhé. Đèn bi cầu nó sẽ không được sáng như thế này được. Đèn rất là sáng, mang lại ánh sáng trắng nhé. Đấy, rất là rõ nhìn, đấy, các bạn nhìn ban ngày này. Đấy, các bạn nhìn sẽ nhìn rõ luôn này. Đấy, được chưa? Có cả pha cốt đầy đủ nhá mọi người nhé, pha cốt đầy đủ luôn. Còi này. Đấy. Ok chưa? Và về hông của chiếc xe thì mọi người sẽ quan sát ngay. Đấy, ngoài hai cái phanh tay này, phanh bên phải của chúng ta thì sẽ là phanh trước nha mọi người nhá. Phanh trước của Mạnh Phát thì đối với Mạnh Phát thì luôn luôn trang bị là phanh cơ, đúng không? Bởi vì tại sao? Tốc độ tối đa của chiếc Goza này nó chỉ có 25-30 cây thôi, thì chúng ta trang bị phanh cơ là phù hợp, vừa an toàn mà không bị cảm giác giật cục, khó chịu, đúng không? Và bên trái của nó sẽ là phanh tay đấy, phanh sau nhá, bên trái là phanh sau, và đồng nghĩa là xe có thêm phanh chân này thì cũng là phanh sau đấy. Giảm rất là nhẹ nhàng. Đấy, được chưa? Đấy. Và cái ưu điểm của xe Goza này mà quá nhiều người ta đồng tình, và tất cả các video Mạnh Phát quay lên đi giao xe, mọi người phải công nhận rằng là Goza là một trong những dòng xe dễ lái nhất và an toàn nhất trong các cả xe ba bánh. Tại vì sao nó lại là an toàn thì đây Mạnh Phát sẽ quay cho mọi người xem luôn. Đây Mạnh Phát sẽ xin phép để đi xuống dưới vỉa hè nha mọi người nhé. Gầm cao, chúng ta đi xuống vỉa hè và không hề bị chạm gầm này, mọi người quan sát này. Đây. Đấy, thoải mái luôn. Khi Mạnh Phát cố tình đi một bánh nghiêng xuống, nó cũng không thể đổ được nha mọi người nhá. Đây, tức là khi chúng ta sẽ để ở mức độ cao nhất, chúng ta sẽ vặn gai hết cỡ này. Đây, anh chúng ta sẽ quay sang bên hông một chút cho mọi người quan sát này.
Đây mạnh phát mạnh vặn gai hết cỡ này. Đấy. Xe được lên được một giải tốc độ rất là từ từ đúng không? Tại vì sao mà cái này mà rất nhiều người ưng ý thì mọi người sẽ hiểu là đối với những người cao tuổi hoặc những người bị tai biến hoặc là những người bị khuyết tật thì chúng ta về huyết áp cao huyết áp thấp đúng không? Nó sẽ ảnh hưởng. Khi chúng ta lên một chiếc xe mà nó giật cục quá. Nó giật cục quá thì sẽ mang lại cảm giác giật mình đúng không? Giờ mình chóng mặt đối với nhiều người huyết áp cao luôn. Thì cái xe Goza này nó ga lên nó rất là từ từ mọi người nhá. Cho dù chúng ta không kiểm soát được tay ga thời điểm đầu, chúng ta ga hết cỡ thì cái xe nó sẽ mang lại cái giải tốc độ trong vòng 5 giây đầu hoặc là 2 mét đầu. Nó sẽ rất là từ từ và rất là êm. Nó mang lại cảm giác để chúng ta có thời gian để làm quen với chiếc xe hơn, để chúng ta di chuyển nó sẽ dễ dàng hơn. Đấy, mọi người sẽ hình dung ra chưa? Và thay vì trang bị cái chip và xi nhan thì Mạnh Phát sẽ trang bị cái chip và số lùi. Đây mọi người sẽ quan sát này. Đấy. Khi lùi nó sẽ có tiếng kêu. Bởi vì Mạnh Phát đã bán rất nhiều xe cho các bác bị vấn đề về cột sống ấy. Nhiều người thậm chí là không ngoái ra đằng sau được ấy. Ngoài gương người ra thì khi chúng ta có số lùi thì sẽ làm cho là người đằng sau nhận biết được là xe chúng ta đang lùi. Thì mọi người sẽ tránh chúng ta, giảm thiểu nguy cơ bị va quệt, ảnh hưởng xước sát đến xấu hình ảnh của chiếc xe. Đúng không ạ? Đấy là cái rất là hay. Tức là Mạnh Phát luôn luôn cố gắng làm sao để quan tâm và hiểu người tiêu dùng nhiều hơn, hiểu các bác các chú và nhu cầu sử dụng của mọi người nhiều hơn để làm sao để hoàn thiện được cái sản phẩm của chúng ta tốt hơn nữa. Và tiếp theo đó là gì? Nói về cái mẫu xe điện đa năng 3 chỗ ngồi thì quá là ok về cái tính đa dụng rồi. Nó sẽ có 3 chỗ ngồi đúng không ạ? Tuy nhiên về kiểu dáng thì lại không ưa khách hàng bằng chiếc kiểu dáng xe máy này. Và một số mẫu trên thị trường thì đa phần họ chỉ ngồi được một người thôi. Còn Goza thì lại ngồi được hai người. Đấy. Nếu mọi người có nhu cầu ngồi một người thì Mạnh Phát có thể đẩy cái ghế này nhá mọi người nhá. Lưu ý này. Đẩy cái ghế này lên cao thế này được nhá. Đấy. Nhưng mà đa phần mọi người mua đều có nhu cầu sử dụng hai người nên Mạnh Phát sẽ để về chế độ này là hai người nhá. Riêng Goza trên thị trường là có thể chuyển được. Tức là ngồi được một người để chúng ta có thể dựa vào lưng được nhá. Đây, hai người chúng ta sẽ ngồi như này. Đấy. Và khi ngồi ở chỗ thứ hai chúng ta hoàn toàn ngồi vào phần đệm. Đây anh cho sẽ quay gần đây giúp mình. Đây, mọi người sẽ quan sát này. Mạnh Phát không ngồi ra ngoài đệm một tí nào nhá. Đấy, và chỗ đằng trước này rất là rộng. Chúng ta ngồi hai người thoải mái luôn. Đây, vẫn còn 30 phân nữa. Mọi người nhá. Còn nếu chúng ta ngồi tụt hẳn ra ngoài này thì không được, vì thẳng lưng quá sao ngồi được đúng không? Ngồi ra ngoài thì bị thẳng lưng. Chúng ta phải ngồi một cái phần đệm thì chúng ta dựa này là gì nó mới thoải mái lưng. Này, ngồi hai người rất thoải mái. Mọi người có lưu ý nhá. Còn nếu mà chúng ta muốn là ngồi một người mà có chỗ dựa thì Mạnh Phát có thể đẩy cái này lên trên được. Đấy, Goza mới làm được điều đấy. Được chưa? Cái này rất là hay. Để chúng ta sẽ ngồi được hai người hoàn toàn thoải mái nhá. Và cái tay lái này chúng ta sẽ nhấc ra được này, mọi người nhấc ra được rất là tiện, đúng không? Tại vì sao Mạnh Phát lại nói là tiện? Bởi vì khi chúng ta nhấc ra được như thế này thì đối với những cái người mà bị khuyết tật bẩm sinh hoặc là bị tai biến hay liệt nửa người dưới thì chúng ta có thể là vịn vào đâu chúng ta lên xe rất là dễ. Đấy, nhấc ra được này lên xe hoặc là chuyển trạng thái từ giường sang xe cũng rất là tuyệt vời. Rất là đơn giản, bởi vì cái chiều cao này nó chỉ chênh với giường cỡ khoảng 10 phân thôi. Chúng ta sẽ tỉ tay và nhấc được mông của chúng ta lên. Đấy. Các bác các chú có thể làm rất là dễ dàng. Đấy. Được chưa? Chúng ta sẽ đi ra đằng sau của chiếc xe. Đây xin mời chúng ta sẽ quay ra đằng sau này. Đằng sau của chiếc xe thì chúng ta sẽ quan sát ngay. Đó, có một cái cốp được thiết kế rất là hiện đại. Đấy. Cái cốp này được thiết kế cực kỳ hiện đại và mang cảm giác là rất là hướng đến tương lai ấy. Mọi người nhìn đa dụng của nó rất là tuyệt vời luôn. Đây mọi người sẽ quan sát này, có một bộ gương này và sạc thì chúng ta khi nào mua mọi người sẽ có, và sẽ có một cái dây để chúng ta treo đồ này. Đây chúng ta sẽ móc vào như này. Đấy mọi người quan sát chưa? Cái cốp này sẽ có dung tích là 20 lít. Chúng ta sẽ để được đồ rất là rộng, rất là thoải mái nhá. Đây sập xuống ngay là nó sẽ tự khóa luôn này. Đây mọi người. Đấy. Sập vào sẽ tự khóa. Ngoài cái cốp này ra chúng ta sẽ còn một cái cốp bên trong này nữa này. Đấy, mọi người sẽ quan sát. Cái cốp bên trong này thì cũng sẽ có dung tích, nó rơi tầm khoảng cũng sấp xỉ 20 lít đấy mọi người ạ. Cũng sấp xỉ 20 lít. Đấy mọi người sẽ quan sát. Cốp khá là rộng, chúng ta sẽ để đồ như áo mưa này, mũ bảo hiểm này, hoặc là dụng cụ sửa chữa của chúng ta sẽ để ở trong này cũng rất là ok. Được chưa? Còn về thiết kế phần đèn của chiếc xe này thì rất là ok đấy, mình sẽ bật đèn cho mọi người xem. Đây, anh ta sẽ quay này. Nó sẽ có một giải đèn LED đây rất là đẹp. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 ô. Và đèn hai bên nó sẽ báo hiệu là đèn phanh này, đèn pha này, đèn xi nhan đầy đủ hết nhá. Và có hai cái phản quang. Đấy, động cơ của chiếc xe được trang bị bên dưới. Cái khoảng cách rộng hai bên bánh này nó sẽ rơi tầm khoảng 65 cm nhá mọi người nhá. Khoảng cách tiêu chuẩn luôn. Chiều dài của chiếc xe là 1,5 m. Ok, chúng ta sẽ đi vào phía đằng trước của chiếc xe này. Nó sẽ có một hộc để đồ để chúng ta sẽ để nước ở trong này khi chúng ta đi di chuyển này. Một cái móc để treo đồ và một cái hốc để điện thoại các thứ này. Rất là tiện đúng không ạ? Rất là tiện để chúng ta trong quá trình sử dụng. Đấy, và tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái tay phanh. Chúng ta sẽ có hãm phanh ngay tại đây. Tức là khi chúng ta thao tác cả hai bên tay phanh, mọi người lưu ý này. Goza sẽ rất là tiện đấy. Một tay chúng ta thì dễ dàng thao tác được cái hãm phanh này. Đấy.
nhiều mẫu xe chúng ta phải dùng hai tay. Đối với những người mà bị tai biến một bên thì chúng ta sẽ không thể nào hãm phanh được, và khi để trên dốc thì nó sẽ bị trôi. Đấy. Còn về bình ắc quy thì xe này sẽ được trang bị 5 bình ắc quy 60V nha mọi người nha. Duy nhất trên thị trường là Goza được trang bị 5 ắc quy. Đa số tất cả các xe trên thị trường đều được trang bị là 4 ắc quy thôi. Đấy, nó sẽ đi nó sẽ chậm hơn nhá, và nó sẽ không được đi xa như xe Goza mọi người ạ. Goza được trang bị 5 bình ắc quy, chính vì vậy chúng ta sẽ đi xa hơn. Quãng đường tiêu chuẩn của nó sẽ là 7-80 cây một lần sạc cơ. Và bây giờ sẽ là giá bán của chiếc xe Goza. Đối với những người chưa biết thì Mạnh Phát sẽ công bố là giá của chiếc Goza phanh chân này hiện tại đang được Mạnh Phát phân phối với giá là 19.500 nha mọi người nhá. 19.500 bao gồm phí vận chuyển toàn quốc là miễn phí luôn. Đối với mẫu là 4 ắc quy và không có phanh chân thì Mạnh Phát đang phân phối với giá là 18.500 nha mọi người nhá. Đấy. Ai có nhu cầu muốn mua về xe điện 3 bánh hay bất kỳ về mẫu xe lăn điện thì có thể alo Mạnh Phát qua số điện thoại là 085 993 4 số 1 ở cuối nhá. Nhắc lại này, 085 993 4 số 1 ở cuối. Đây chính là thông tin cửa hiệu của bên nhà mình. Để mọi người có thể quan sát nữa. Không bao giờ phải lo là Mạnh Phát lừa đảo hay là cái gì cả, đúng không ạ? Đấy. Xe thì Mạnh Phát có màu nhiều màu nhá, màu xanh, màu đỏ, màu nâu, màu đen nhá mọi người nhá. Đấy, mọi người có nhu cầu muốn mua xe thì nhớ alo cho Mạnh Phát nhá. Đấy, kể cả các bác các chú mà không có nhu cầu muốn mua xe mà muốn tìm hiểu thôi, hoặc là muốn so sánh bên này bên nọ thì mọi người cũng có thể gọi điện cho cháu, để cháu sẽ là người trực tiếp cầm hotline mà cháu sẽ tư vấn cho mọi người để làm sao mọi người có thể chọn được chiếc xe phù hợp nhất. Cho dù mọi người mua của cháu hay là mọi người mua của bên khác, cái đấy không quan trọng đâu. Quan trọng là chúng ta tìm được chiếc xe ưng ý. Bán cái xe ba bánh với xe lăn không hề đơn giản. Chúng ta phải có cái tâm, đúng không? Phải có cái tâm mà phải có sự chân thành. Bởi vì đa số những người mua xe, đúng không? Chỉ có số ít là họ là những người đủ điều kiện thôi. Còn đa số là người ta có những hoàn cảnh khó khăn. Thì chúng ta thứ nhất là phải đồng cảm. Cái thứ hai là phải hiểu, phải chia sẻ với họ thì chúng ta mới bán được sản phẩm cho họ. Đấy, Mạnh Phát luôn luôn cố gắng thực hiện bằng cái tâm của mình. Đấy. Xin chân thành cảm ơn các bác và các chú thời gian vừa qua đã ủng hộ những sản phẩm của Mạnh Phát. Đấy. Sẽ luôn cố gắng sẽ mang đến những sản phẩm tốt hơn nữa, ngày càng hoàn thiện nữa để phục vụ làm sao các bác các chú có những sản phẩm tốt nhất có thể. Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Mạnh Phát nhé. Xin chân thành cảm ơn.